Chào các anh em, khi cái quạt gió nhà của chúng ta nó chạy chậm á, thì đi mua những cái tụ quạt này về thay vào. Nhưng những cái tụ này nó có nhiều thông số khác nhau, sử dụng cho nhiều loại quạt khác nhau. Cho nên khi đi mua, anh em cần lưu ý như thế này. Cái tụ quạt thường được gắn ở vị trí gần cái motor quạt. Khi cái quạt nó chạy yếu thì chúng ta tháo ra và sẽ thấy cái tụ quạt hình vuông màu đen như thế này. Và phải đọc cái thông số ở trên đó. Ví dụ cái tụ quạt có thông số là 2.0 UF thì chúng ta mua cái 2.0 UF này về thay vào, hoặc là cái 2.5 UF thì phải mua đúng cái số 2.5, hoặc là 3 UF thì mua 3 UF về thay vào thì quạt nó sẽ chạy tốt. Còn ở đây cái quạt của chúng ta hiện tại là nó số là 1.8 UF. Nếu cái số này trên thị trường rất là khó mua, cho nên các bạn có thể thay thế bằng cái 2 UF, nó lệch nhau một tí xíu à. Hoặc là cái quạt của chúng ta 2 UF nhưng không có, có thể thay 2.5, lệch 0.5 thì quạt nó vẫn chạy tốt, không có vấn đề gì. Chúng ta sử dụng những thiết bị điện có cái phích cắm đúc liền với lại cái dây điện, thường gấp gãy nó ưa bị đứt cái đoạn dây điện ở vị trí này, thì chúng ta có thể sửa lại sử dụng vẫn tốt. Cắt rời cái phần này ra, dùng cái dao rọc giấy tách lấy cái lỗ đồng này ra. Ở bên phần phích cắm chúng ta cũng cắt cái phần nhựa này, lấy cái lỗ đồng ra. Bên phích cắm và bên cái dây điện, sau khi tách lỗ đồng ra xong, chúng ta nối lại với nhau. Nối dây đỏ theo dây đỏ, dây đen theo dây đen ha. Nối cái phần lõi của dây đỏ xong, chúng ta quấn băng keo lại trước. Tiếp theo thì nối hai cái sợi dây đen lại với nhau. Và quấn băng keo lại tiếp tục. Quấn hoàn thiện phía ngoài. Sau khi sửa xong chúng ta có thể sử dụng tốt ha. Tạm biệt các bạn.